mình vừa tới Bình Dương luôn các bạn, xe đang xuống luôn nè. Một xe trắng mới ken xà beng cho khách luôn. Chào buổi sáng các bạn, chào mừng các bạn tới với kênh YouTube của Alpha 365. Phía sau anh đây là chiếc Ford Ranger với đều SAT 2020 mà anh chuẩn bị giao tới một khách hàng ở trên Bình Dương, thì hộ khẩu của anh vẫn ở Đắk Lắk. Thì cùng theo anh để lược sơ qua lại những tính năng mà nổi bật của chiếc Ford Ranger này, giúp chúng ta mà tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ khi đi cào tiền. Đi anh vẫn nói là chuyên xe cày tiền. Theo anh nhé. Ford Ranger SRF thì vẫn được mệnh danh là một con xe chiến chuyên bền bỉ cho việc cày tiền và bào tiền cho khách hàng, được chọn mua rất nhiều đối với các công ty có doanh nghiệp và những anh, đặc biệt là những anh mà mới thành lập doanh nghiệp thì là mua Ranger rất là nhiều vì nó rất thuận tiện. Hiện tại Ranger này SRF của chúng ta thì khi mà đăng kiểm ở Việt Nam thì tải trọng hiện tại cho phép của nó là 735 kg, tức là các bạn không lo ngại gì với những vấn đề liên quan tới việc cấm tải của dòng Ranger này, thì rất là thuận tiện khi chúng ta đi trong phố, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội, ở Cần Thơ và Đà Nẵng là những thành phố trực thuộc trung ương và đang làm rất là gắt những cái việc mà hạn chế xe lưu thông vào trong thành phố, thì Ranger SRF của chúng ta là một chiếc xe không có bị ảnh hưởng gì đối với các vấn đề này, tất cả các dòng Ranger luôn chứ không phải riêng Ranger SRF. Thì mang trong mình là hộp số tự động 6 cấp. Thì ở dòng SRF này chúng ta sẽ có hai lựa chọn, đó là lựa chọn của hộp số sàn và hộp số tự động, thì tất cả đều là 6 cấp và máy dầu. Thì việc tiết kiệm nhiên liệu của dòng Ranger thì anh không nói rồi, cực kỳ bền bỉ luôn, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, và máy của Ranger hiện tại được đánh giá là rất là tốt cho việc mà bền máy. Đây là anh đã gắn thêm một cái lót thùng nữa các bạn, đây là lót thùng của chúng ta. Biển số anh đang lắc nha, đây là lót thùng. Thì chiếc xe zin thì không có lót thùng nên là vẫn khuyên các bạn là hãy gắn thêm cái lót thùng để chiếc xe của chúng ta được tốt hơn khi chúng ta di chuyển, khi chúng ta chở hàng. Chúng ta nên gắn thêm, ở đây là ánh tùy chọn nên là chúng ta sẽ nên gắn thêm cái camera hành trình và camera gear nữa các bạn. Tại vì xe của chúng ta hiện tại là không có camera hành trình và camera gear. Lốp dự phòng thì được đặt ở phía dưới của xe. Khi chúng ta di chuyển chúng ta có cần thay thế thì rất là dễ dàng. Đây là hệ thống mâm. Mâm này rất là cứng nha các bạn. Đây là mâm của dòng Ranger SRF của chúng ta đây. Mâm rất là cứng, nhưng mà đa số các anh thì thích đi mà trải nghiệm nhiều thì các anh sẽ chọn là những cái lốp mà đa địa hình và thay mâm luôn. Hệ thống treo của Ranger này cực kỳ bền bỉ nha các bạn. Các bạn cứ coi những cái clip mà Ford đã test thử đó. Thì đây hệ thống treo nè. Đối với dòng SRF thì phía sau của chúng ta sẽ sử dụng hệ thống treo chính, đó là nhíp. Nó sử dụng lá nhíp để cho một cái tải trọng lớn. Các bạn khi mà các bạn nhìn ở phía trước các bạn sẽ dễ thấy là ở cái phần hệ thống treo này của chúng ta nè, đi con xe rất là đầm. Đây các bạn có để ý ngay đây không ạ? Đó, nghĩa là cái gầm của chúng ta nè, dàn khung gầm nè, với toàn bộ cái hệ thống bên trên và cả khối động cơ là được cách biệt bởi một lớp đệm nha. Động cơ đặt trên gầm đã được một lớp đệm rồi, nhưng mà ở toàn bộ cái lớp vỏ đối với cái gầm thì thêm một lớp đệm nữa, khử cái việc độ rung rất là lớn khi chúng ta di chuyển. Đây là hệ thống treo của Ford Ranger này. Ranger SRF của chúng ta mang một hệ thống treo cũng rất là xịn sò. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta đòi hỏi một cái hệ thống treo mà của dòng xịn như là Wechat hoặc là dòng Raptor thì sẽ không được bằng. Tuy nhiên đối với SRF, các bạn có sự so sánh đối với những đời mà 2014-2015 thì ở phiên bản 2020 hiện tại đang rất là tốt rồi, rất là xịn sò cho các bạn rồi, rất là xịn sò cho các bạn di chuyển rồi. Vào một chút ở khoang nội thất bên trong nhé. Xe này là sáng nay anh đi giao này. Đó, xe của các bạn sẽ đi giao này. Hôm nay là ngày đây 21. Đây là số khung xe. Số khung xe của dòng Ranger sẽ nằm trên kính của cái người mà người lái luôn các bạn. Các bạn để ý ở đây nè. Để xem chúng ta là xe 2020 thì chỗ này sẽ là số 0 thì sẽ là xe 2020 nhé. Thì toàn bộ cái thông số này á thì ở các kính sẽ là giống nhau đối với cái mã số. Thì các bạn cứ xem tất cả các số đều là số 0 á, thì là kính của chúng ta vẫn nguyên zin xe và không có thay đổi, đặc biệt là những anh mà mua xe cũ á.
đây là phía trong chiếc xe của chúng ta. Thì toàn bộ lớp cách âm ở đây đang sử dụng lớp ron, đây là ron kép. Kép ở đây là một cái nè. Rồi xung quanh đây là một cái lớp ron nữa thì tạo độ cách âm rất là tốt cho dòng Ren GS. Dòng Ren GS của chúng ta thì sử dụng ghế thì vẫn là chỉnh cơ nhé các bạn. Và vẫn là sử dụng lớp nỉ. Vẫn rất là một chiếc xe mà thuần dụng cho việc cày tiền. Các bạn muốn xem hướng dẫn sử dụng thì cứ xem các video anh đã upload lên trước đây thì anh đều có hướng dẫn sử dụng cho dòng Ren GS này. Thì hôm nay anh sẽ giao một chiếc này về Bình Dương. Và một chiếc còn lại thì anh cũng đang làm là bấm biển số Đồng Nai ở dưới quê của anh. Và sáng nay là đang đi bấm luôn. Sáng nay 21 và đang đi bấm luôn. Cửa sau và trước đều sử dụng lớp ron kép nha các bạn. Tạo nên sự cách âm rất là tốt cho chiếc xe. Phía trong xe là những khoang nội thất này á. Thì ở phía dưới đây chúng ta đang có hai cái hộp để đồ là các bạn biết rồi. Phía sau cái ghế này của chúng ta là đang có một cái bộ con đội tay quay. Phía sau kiếng này của chúng ta đây, lớp cách nhiệt cho kiếng để đo nhiệt độ. Toàn bộ cái hệ thống móc trần của chúng ta thì vẫn là trần lớp nỉ nha. Nên vẫn khuyên các bạn là hãy bọc trần lại cho sạch sẽ. Tại vì trần này thì sẽ không được có xịn và đẹp như của dòng Wayjack và dòng Raptor. Wayjack và Raptor thì nó sẽ xịn hơn. Hệ điều hành. Đây anh sẽ cho các bạn xem toàn bộ cái phần của chúng ta đây. Rất là đẹp ha. Rất là đẹp cho các bạn luôn đấy. Màn hình này các bạn biết rồi, nó đã được nâng cấp lên rồi. 2020 thì chúng ta sẽ không được bằng cái màn hình này đâu. Vô lăng này, vô lăng cũng rất là xịn sò. Anh sẽ nhấn nổ máy lên để các bạn xem vô lăng một lần nữa trước khi anh kết thúc cái video ở đây. Thì chiếc xe này là một trong những chiếc xe mà anh bán rất là nhiều và anh có rất là nhiều video đối với chiếc này. Ok, anh vặn cái loa hết mức một cái, anh để xe một cái nha. Đây là chiếc xe của chúng ta, nhiên liệu khoảng 124 km này, để giao xe về cho khách luôn á. Thì các thông số ở trên đây khi các bạn cần thiết thì các bạn cứ alo cho nên sẽ hướng dẫn cho các bạn các thông số của dòng xe Ford hiện tại khi mà nó hiển thị trên màn hình. Đây là cái hệ điều hành của chúng ta, hệ điều hành của Ford Ranger GS thì sẽ không xịn bằng những cái dòng mà sau này của Wayjack hoặc của Raptor, nhưng thế này là cũng có ổn rồi. Nó tốt hơn rất nhiều cái màn hình zin của 2019 rồi. 2019 với 2018 thì cái màn hình này đã rất là tốt rồi. Như vậy là đẹp quá rồi. Các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp cái màn hình này hoặc là các bạn có thể ra ngoài bẻ mở khóa để sử dụng nhiều cái tính năng hơn. Tuy nhiên là trong hãng thì chúng ta lại không được phép. Ở đây chúng ta cần số của chúng ta chế độ là bình thường hoặc là chế độ thể thao tùy vào các bạn lựa chọn. Ok, anh sẽ tắt đi nha. Anh kết thúc cái video ở đây để chuẩn bị đi giao xe cho khách lên Bình Dương. Thì chiếc này sẽ được đưa lên xe hớt và vận chuyển đến tận nhà theo yêu cầu của khách. Thì tùy vào cái vị trí địa lý, thường ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì dễ, nhưng mà ở các tỉnh ngoài thì nếu các bạn cần đi xe tới nhà thì cứ alo tới anh rồi chúng ta cùng trao đổi, thì chúng ta có thể thương lượng về giá để cái chi phí này giao xe nó tốt nhất, nó thuận tiện nhất. Ok, cảm ơn các bạn, chào các bạn. Mình là anh Ford 365 tại hệ thống Sài Gòn Ford. Cần thông tin thì cứ alo mình.